Nhận định dự đoán kết quả bóng đá Leicester với Chelsea, 23 giờ 15 phút ngày 15 tháng 5 năm 2021, chung kết FA Cup 2021. Để đến với trận chung kết FA Cup năm nay, Chelsea đã đánh bại Sheffield United với tỷ số 2-0 bằng pha lập công của Ziyech và bàn phản lưới nhà của Norwood. Ở phía bên kia, Leicester đã xuất sắc vượt qua Quỷ Đỏ thành Manchester với tỷ số 3-1 tại trận bán kết. Cập nhật thông tin trước trận đấu, tỷ lệ kèo. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đội chủ nhà Leicester đang có được phong độ khá tốt tại mùa giải năm nay. Tại giải NHA, Leicester đang đứng vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng với 66 điểm có được sau 36 vòng đã đấu. Với thành tích trên, bầy cáo đang tràn trề cơ hội được tham dự Champions League, khi họ đang hơn đội xếp thứ 5 đến 8 điểm, nhưng đã thi đấu nhiều hơn một trận. Bên cạnh đó, đoàn quân của huấn luyện viên Rodgers cũng đã góp mặt trong trận chung kết của giải đấu lâu đời nhất nước Anh. Trước khi tới trận chung kết FA, Chelsea đã có sự chuẩn bị không được tốt khi họ đã để thua trước Arsenal hồi giữa tuần. Thất bại này đang khiến cho The Blues gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc đua vào top 4, khi mà thầy trò từ Sen chỉ hơn Liverpool 7 điểm nhưng đã thi đấu nhiều hơn đến 2 trận. Ở trận chung kết FA, việc phải đối đầu với Leicester sẽ là thử thách không hề dễ dàng cho thầy trò từ Sen để có được danh hiệu đầu tiên tại mùa giải năm nay. Kèo châu Á, theo thống kê trong 20 trận mở kèo, Leicester đã giúp các bet thủ thắng kèo 10 trận 50%, còn lại hòa 0 trận và thua 10 trận. Ở phía bên kia, 20 trận gần đây nhất mở kèo của Chelsea cho thấy những ai đặt cược vào đội bóng đã có được 13 trận thắng kèo 65%, 0 trận hòa và nhận 7 trận thua. Tuy nhiên, khi xét về phong độ lẫn chiều sâu lực lượng thì các chuyên gia nhận định cho rằng trong kèo đấu này, Chelsea sẽ là đội giúp người chơi giành chiến thắng. Kèo tài xỉu, những trận gần đây nhất của Leicester đều đang có xu hướng về tài. Cụ thể 11 trên 20 trận gần nhất người chơi theo tài ăn tiền. Còn ở phía bên kia chiến tuyến, 17 trên 20 trận gần nhất của Chelsea, người chơi chọn xỉu được nở niềm vui chiến thắng.